Rồi, trả bà giống Vinh Nguyễn Vĩnh Long, xin chào cô chú nhiều và các bạn gần xa nha. Hôm nay có về cái lô này là bốn con đực lỡ nằm tầm 11 12 tháng nha. Bò cao 1m23 24 bò. Bò này tầm 260 kg hơn con. Em quay bốn con lỡ này cho anh chị xem nha. Bò này 260 kg hơn một con nha, chiều cao là 1m23 24 bò. Bò nằm 12 13 tháng tuổi rồi, tức là giáp năm rồi đó. Từ ngày đẻ nha. Thì bốn con này giá rất là mềm luôn anh chị, 20 triệu một con. Bò nằm 250 260 kg hơn nha. Mẫu này thì dỗ béo là khổ phải chê rồi. Dài đôi đến đôi, xương sóc to. Đòn rất là dài nha, mẫu bò Pháp Kim. Bò siêu thịt nha anh chị, bò giống. Thì lô được dỗ béo này bốn con này là đồng giá là 20 triệu một con. Có điều nha nè, một cỡ đó anh chị xem. Đó. 20 triệu một con, phải tiền phải của luôn. Giá rất là mềm nha, 20 triệu một con. Bò tầm 12 13 tháng tuổi rồi, cái này anh chị dỗ khoảng 6 7 tháng là vô thịt đủ luôn. Xương sóc rất là lớn nha, 20 triệu con. Anh chị ưng ý con nào trong video này thì liên hệ với mình. Trại mình ở Mang Thích Vĩnh Long. Hôm nay gì rất là đông anh chị. Để mình quay tiếp thôi. Mã số 2 là một cặp bò đực dỗ béo 1m12 bò. Một con kem trắng và một con kem vàng. Thì cặp này nó cũng cứng bò anh chị, năm 7 tháng mấy 8 tháng tuổi rồi. Cặp này 32 triệu, 16 triệu con. Mã số 2 cặp này 32 triệu. Nó đang nó đúng là khỏi lo, gom mà nó ăn thấy thèm. Nó cành không à. Cặp này là 32 triệu anh chị. Tiếp theo là mã số 3, một mẹ một con. Con mẹ này Pháp Tơ mới đẻ lứa đầu, con mẹ này cao 1m32. Con mẹ này gieo tinh được hơn 2 tháng rồi nha, mình cũng chưa có khám nữa. Đây con đực của nó là 6 tháng. Bò đực rất là lực nha. Mẹ con này 32 triệu. Đây, mẹ vú mớm chân cẳng rất là đẹp luôn. Mẹ mới đẻ lứa đầu, mẹ con này 32 triệu, mã số 3 mẹ con này. Rồi anh chị thấy trong video này vừa ý con nào cặp nào trong video này thì liên hệ với trại bò mình nha, ở Mang Thích Vĩnh Long. Ngày mai đi về đủ cái mình quay cái lô 30 con này rất là đẹp luôn, một cỡ luôn. Nó tầm 15 15 năm mà. Một con á. Đây về chín cặp mẹ con, mai mình quay chín cặp mẹ con cho anh chị xem. Bò mẹ là Angus. Giống bò mẹ Angus nha, rất là mát sữa luôn. Rồi xin chân thành cảm ơn chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ trại bò mình. Chúc cho cô chú anh chị mình chăn nuôi thành công nha. Có bò thịt thì alo mình nha. Giao bò con bắt bò nuôi về luôn.